Xin chào các bạn, hôm nay mình lại ghé thăm lại cái trang trại bò ở bên Xuân Lộc Đồng Nai nha các bạn. Hàng năm nay họ chuẩn bị xuất ra Tết rất nhiều, nên các bạn mà có thiếu bò trong những ngày Tết đó thì cứ liên hệ với cái trại ở bên này. Cái liên hệ với mình đi là mình sẽ cho số điện thoại cho. Hàng Tết đây bò rất nhiều nha các bạn. Đây là những cái lứa bò để chuẩn bị bán cuối năm, bò mập lắm, bò chạy này thì làm không có mỡ nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa, nhiều bọt cực kỳ luôn. Bò đi mỗi chân cũng chưa hết bò. Hai bên đều là bò hết nha các bạn. Với số lượng bò nhiều như vậy thì các bạn cứ nếu những cái lò nào mà hoặc những ai có nhu cầu về bò thì hàng Tết thì người ta sẽ cung cấp đầy đủ hết cho các bạn. Giá cả thì của thị trường thôi, nên các bạn cứ yên tâm. Đó. Bò ở cái trại này thì họ nuôi theo cái phương pháp của họ nên nó không có mỡ. Chỉ xui lắm thì các bạn mới gặp con bò có mỡ thôi. Đây thức ăn của họ. Thức ăn của nó là có cám nha các bạn. Nhìn nè. Bò mập ú luôn. Cực kỳ nhiều bò nha các bạn. Các bạn cứ tham quan đi thì mình chỉ cho. Đây là những cái chạy bò, gọi là những chạy bò lớn mình mới quay tới. Còn những chạy bò nhỏ lẻ thì mình cũng đi rất nhiều nhưng mình không có quay tới các bạn. Này trong đây người ta đang chọn lựa bò để bán đi. Vào trại này thì người ta cho các bạn lựa thoải mái nha. Nhìn con bò khủng quả con các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn nha. Các bạn có nhu cầu về bò thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0983 39 2141 thì mình sẽ chỉ cho cái trại này cho các bạn nha. Các bạn nào mà cần bò làm Tết hay gì đó mình chỉ cho. Ok các bạn, cảm ơn các bạn nha. Nhớ xem và đăng ký ủng hộ cho mình nha các bạn.